Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn và xin chúc cho quý vị một buổi tối bên Mỹ thật là vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Còn bên Việt Nam thì bây giờ đã là sáng thứ tư rồi phải không quý vị? Chúc quý vị nhiều sức khỏe nha. Nhớ không được chủ quan, tránh tập trung đông người để chúng ta chặn lại dịch bệnh, đừng có lây lan từ này qua người kia nhiều nữa. Tại vì theo con số thống kê thì ở Việt Nam nhiễm bệnh càng ngày nó càng cao đó các bạn. Và ở bên Mỹ này cũng vậy, trên dưới lúc nào cũng hơn 10.000 người. Và bây giờ nó có một cái con mới nữa là con Omicron nữa, nó ra nữa, cái biến thể chủng mới này. Cho nên chúng ta đừng có chủ quan nha. Vâng, rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện của cháu Hồ Văn Cương. Cũng như chúng ta đã chia sẻ nhiều video clip, thì tất cả những người mà lên tiếng nói cho sự công bằng của cháu Hồ Văn Cường thì chỉ có sự giống như là người ta đánh thì ở đây chỉ đáp trả lại hoặc là phản biện lại, minh chứng những điều đó là không đúng. Và mới đây thì cũng có một đoạn ghi âm từ bên bạn Lam TV mà khán giả cũng có gửi qua cho bên Cali Sài Gòn để chúng ta chia sẻ cái thông tin này. Nếu đây là một cái thông tin sự thật thì rất là tốt cho cháu Hồ Văn Cường. Lam TV cũng là một người có tiếng nói công bằng cho cháu Hồ Văn Cường. Nếu quý vị yêu mến Lam thì hãy đăng ký cho Lam nha. Lam TV đó quý vị. Vâng, rồi nói về cháu Hồ Văn Cường thì hiện giờ cũng có nhiều cái dư luận. Những người hay chuyên môn đi đả kích em hoặc là trù dập em bằng cách này, cách nào, cách kia, nhưng vẫn có rất là nhiều người, hàng triệu triệu người thương em, từ ở trong nước và tới hải ngoại cũng vậy nữa. Chút xíu đây mình minh chứng cái điều đó. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta phải thảo luận về vấn đề này trước. Hiện giờ có nhiều ý kiến cho rằng Hồ Văn Cường nên phải không nên giữ im lặng nữa. Em có thể có một cuộc họp báo chí cùng với người lớn, cùng với gia đình, hoặc là cô giáo của em, hoặc là bất cứ người nào mà em có thể tin tưởng được để nói ra một lần cho hết giữa em và bên quản lý cũ câu chuyện như thế nào. Và kể từ đây sẽ chấm dứt câu chuyện này để không có còn những từ ngữ không tốt đẹp vì cho nhau. Theo tôi được biết thì bên phía ekip cũ cũng không có... họ có làm gì thì không biết, nhưng mà họ không bao giờ đưa những cái tin tức ở trong gia đình của Hồ Văn Cường hay là những cái gì đó ra cho những một số YouTube bị đặt câu chuyện lên rồi nói là lấy từ thông tin ở bên ekip quản lý cũ. Thật ra nếu mà có chuyện gì xảy ra thì hai bên họ sẽ giải quyết giữa Hồ Văn Cường và bên quản lý, chứ họ không cần phải đưa tin cho YouTuber để làm những cái chuyện này. Có những cái mà thông tin mình nói là những cái thông tin mà bị đặt trắng trợn đó. Vâng, rồi vấn đề mấu chốt ở nơi đây nữa là Hồ Văn Cường, cháu phải thứ nhất là mạnh mẽ lên và nói ra sự thật và một lần rồi thôi với lại tất cả mọi người. Điểm thứ hai nữa, cháu cũng phải tìm cho mình một quản lý tốt hiện giờ và một người giống như đỡ đầu cho cháu vậy. Tại vì cháu không thể im lặng và cái tên tuổi của Hồ Văn Cường nó sẽ không phải là mãi mãi đi với cháu. Một thời gian nào đó nó sẽ lắng xuống thì lúc đó ba chữ Hồ Văn Cường nó không còn nổi cộm được nữa và nó không có lót đường cho tương lai của cháu nữa. Cho nên hiện giờ đây là cái lúc mà cháu cần phải có sự hỗ trợ của người nào đó mà cháu nên chấp nhận. Đây là ý kiến của nhiều người. Vâng, còn vấn đề bên trong nữa thì đó là quyền của cháu quyết định. Bây giờ chúng ta nghe thử một lời của một chị ở bên Mỹ gọi về cho Lam TV và chia sẻ như thế nào. Nếu đây là sự thật thì rất là chúc mừng cho cháu và chúng ta cũng sẽ mổ xẻ câu chuyện này như thế nào nha. Cô sẽ đem Hồ Văn Cường qua hát. Dạ. Cho nên gấp gấp anh Lâm thông báo cho người
Vâng, visa mà làm thì nếu mà mỗi năm làm thì chắc mình không nghĩ là nhiều người không làm như vậy đâu. Tại vì lịch chuyển của mình có thường đi xuất ngoại, cho nên cháu Hồ Văn Cường sẽ làm visa là 5 năm. Cũng giống như mình khi đi về Việt Nam, mình làm visa một lần 5 năm chứ không là cứ mỗi năm mỗi làm nó bất tiện lắm. Và đây cũng là một tin tức tốt cho cháu Hồ Văn Cường được cái cô này mời qua, tại vì cô này cũng đã gọi cho Lam TV, tại vì Lam TV có cái số Zalo, có số điện thoại ở trên màn hình. Mình thì không có số, ít bao giờ mình làm cái số điện thoại ở trên màn hình lắm. Đa số YouTuber Việt Nam thì để số điện thoại, số Zalo lại, vì thông thường, theo mình biết thông thường, rất nhiều mạnh thường quân ở hải ngoại hay gửi quà và tiền bạc về để giúp đỡ cho những người nghèo khổ ở Việt Nam, và nhờ YouTuber đi đến nơi đó trao lại những phần quà của mình. Cho nên YouTuber ở Việt Nam hay để số điện thoại hoặc là Zalo, còn YouTuber ở bên Mỹ thì ít có để lắm. Tại vì hình như đa số là cái công việc YouTuber chỉ là cái phần mà yêu thích thôi, cái hobby thôi, chứ không phải là công việc hàng ngày của người YouTube. Tất cả ai cũng phải đi làm 8 tiếng, 10 tiếng một ngày hết trơn, không có thời gian để đi làm những cái việc mà nếu như là có mạnh thường quân yêu cầu giúp đỡ dùm đó. Vâng, còn điểm thứ hai nữa là nếu mà có hai show vào ngày Noel và ngày Tết Tây thì cũng chưa đủ đâu. Tại vì hồi ngày xưa mình cũng có làm bầu show cũng mời ca sĩ, nhưng mà chỉ mình thuộc loại là chỉ là bầu tèo mà thôi, bầu nhỏ. Thì phải tính trước. Qua đây phải mở show cho, nếu mà không có muốn dính líu tiền bạc giống như cái thời mà của quản lý cũ của cố ca sĩ Phi Nhung đó, thì một show thì là bao nhiêu tiền, mà cô này cũng có nói rồi, chút xíu nữa chúng ta nghe là cổ trả rất là nhiều tiền, hoặc là trả bằng cái thời mà của cố ca sĩ Phi Nhung đó như thế nào, nhưng chỗ cổ có nói rõ ở trên đây. Như vậy là một cái tốt, nhưng mà chúng ta làm một show cũng phải có những cái show cho em hát ở đây nữa, trong vòng em ở đây, cháu ở đây 1-2 tháng thì không thể nào chỉ có 2 show mà phải có nhiều show. Tại vì đó, như vậy mới là một cái cách làm việc của một người quản lý đi theo ca sĩ để giải quyết vấn đề này. Thì theo cái chị này thì nói mình rất là đồng ý, là hiện giờ chỉ có mình cô giáo của Cường là Cường tin nhất, nhưng mà không biết cô có bận chuyện hay không, có thể đi chung với cô hay không. Còn hai ca sĩ kia, mặc dầu là hai ca sĩ có tên tuổi đi, nhưng không có quen biết với Hồ Văn Cường nhiều, cho nên vấn đề và thủ tục pháp lý thì họ có thể giải quyết giùm một phần nào, nhưng những lịch trình mình đi show diễn thì lại không có thể nào mà phụ giúp Hồ Văn Cường, phải có một người đi theo Hồ Văn Cường nữa mới được. Vâng, bây giờ chúng ta tiếp tục nghe nhé. Đây là một điểm rất hay nha các bạn. Trả giá cao hơn cả cố ca sĩ luôn nữa, để giúp về phần tài chính và tinh thần. Yeah.
cũng có thể Wendy chỉ là một người đứng sau bình phong là buồn nhìn mà thôi. Bây giờ sự thao túng là bên quản lý. Nói về những cách run business và cách làm trong cái công ty thì Wendy chắc chắn là không biết gì hết. Tất cả thì để lại cho Wendy. Và những cái công ty này có làm ra tiền nữa hàng tháng như thế nào đó thì họ sẽ đưa lại cho Wendy một phần nào. Thì cái nguồn tài chính đó nó cứ dồi dào mà mình biết chắc chắn rằng Wendy sẽ không hiểu cái gì ở trong đây đâu. Wendy có thể đứng ra nếu mà nghe được những lời của cô này nói hoặc là những lời cộng đồng mạng nói. Thì nếu mà thương Cường thì cháu cũng nên đứng ra nói một câu nào lẽ phải về cho cháu Cường. Tại vì chính cháu cũng đủ hiểu rằng Hồ Văn Cường là một đứa con nuôi mà mẹ của cháu rất thương mến và nâng đỡ từng ly từng tí. Bao năm tháng, chỉ 6 năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng tình nghĩa của hai mẹ con họ như thế nào chắc cháu Wendy đủ hiểu. Đừng để người ngoài, bác cũng nói thẳng đây là người ngoài là bên quản lý, trù dập em của mình như vậy. Nó chính là đứa em mà mẹ của cháu thương yêu nhất. Như chúng ta cũng đã nghe qua những cái đoạn này của người chị này ở bên Mỹ đã gửi gắm những tâm tư mà mong được cháu Hồ Văn Cường được qua Mỹ này trình diễn trong ngày lễ của cái chị này thì ngoài thương Hồ Văn Cường ra cũng còn lo lắng và thương yêu đùm bọc cho, không phải đùm bọc, thương yêu có những lời cắt cánh cho cha mẹ của Hồ Văn Cường nữa, vì họ cũng thấy, chị này cũng thấy rằng bao nhiêu năm lên Sài Gòn làm lụng và ở với nhà của Phi Nhung cũng họ cũng đổ mồ hôi của mình ra để sinh hoạt chứ không phải là ăn bám ở nhà. Cho nên nếu như cái bất cứ người nào là có thể hỗ trợ được cho cháu Hồ Văn Cường hoặc là cô giáo Hồ Văn Cường hỗ trợ được cho cháu cái dịp này để cháu đi ra qua Mỹ để hát trong dịp lễ, thứ nhất là đem tiếng hát của mình phục vụ cho đồng bào ở hải ngoại, thứ hai nói lên tâm tình gì của mình nếu như cháu có một hai bài hát để gửi tặng mẹ Phi Nhung. Đó. Ok, vâng, ở đây thì mình chỉ nghe một đoạn của cái chị này nói như thế. Hồi nãy giờ nghe như vậy thì các bạn nghĩ như thế nào? Mừng cho Hồ Văn Cường hay không? Hay là cái thông tin này
mình cũng chưa được kiểm nhận chính xác hay không, tại vì câu chuyện mình mới nhận được, cho nên mình cũng muốn chia sẻ đến các bạn mà thôi. Bây giờ chúng ta chia sẻ thêm một đoạn nữa ha. Ở đây chị này có một chút xíu lời nặng lời thì đối với Cali Sài Gòn thì mình không đồng ý như vậy, mà ý của chị chỉ nói là những người ekip quản lý cũ của Phi Nhung mà thôi. Chính những người này là những người ăn cháo đá bát, đã sống trên đồng tiền xương máu của Hồ Văn Cường trong 6 năm qua. Mặc dù một năm hai năm gần đây thì cháu ít có đi hát nhiều vì dịch bệnh Covid-19, nhưng những lúc trước thì khi mà đi cháu đi trình diễn đó đây á, thì số tiền mà cháu tìm ra được á, thì ai giữ đây các bạn? Cũng là bên ekip quản lý giữ mà thôi. Cho nên họ sống là nhờ tiếng hát của Hồ Văn Cường. Để minh chứng cho cái điểm này, Cali Sài Gòn sẽ chia sẻ một sự nhận xét và hiểu biết của một khán giả đã theo dõi Hồ Văn Cường trên từng bước đi. Bạn Lưu Hiền có nói như thế này: chú Cali ơi, con coi bên Facebook Yêu Dân, Cường đi diễn cùng ca sĩ Cẩm Ly ở Bắc Ninh để lấy tiền ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt năm 2017. Hát tới 1 giờ sáng, bầu show có nói chuyện với Cường trên sân khấu. Bầu show nói Cường hát một tháng hơn 100 triệu đồng. Nếu muốn Cường phải đặt trước lịch 3 tháng mới được. Lịch diễn của Cường kín lịch luôn. Cường được săn đón từ sân khấu lớn và nhỏ cũng như trong và nước ngoài. Một đêm mà Cường đi diễn 3 show chú ạ. Con coi bầu show ở Bắc Ninh nói chuyện với Cường trên sân khấu mà thấy thương cho Cường quá chú ơi. Anh nói như vậy thì chúng ta cũng biết được rằng là số tiền của Cường kiếm được không phải là con số nhỏ. Cho nên ở đây, nếu mà nói câu ăn cháo đá bát, chính quản lý cũ của Cường mới đúng là những người ăn cháo đá bát. Vì Cường đã bỏ ra đi, một cây hái ra tiền, một con gà đẻ trứng vàng không còn nữa, thì họ sẽ trù dập Cường cho đến khi nào mà họ không thể làm được nữa mà thôi. Vâng, nếu như mà thông tin vừa rồi chúng ta nghe được là cái chị ở bên Mỹ, mình cũng chưa biết là chị ở đâu. Bây giờ chị chỉ có liên lạc được với lại Lam TV, tại vì có số phone của Lam trên đó. Thì mong rằng Lam sẽ chuyển tải nếu mà được cho đến gia đình của Hồ Văn Cường và người nào thân cận của Hồ Văn Cường để xem xét việc này như thế nào, tại vì ngày Noel chỉ còn 20 mấy ngày nữa thôi. Cho nên chúng ta phải gấp rút về làm về vấn đề này, tại vì họ phải in poster lên có hình của cháu Cường hay không trong cái đợt diễn nào đó. Cho nên mong rằng mọi việc sẽ được suôn sẻ và mình chỉ mong thôi, bây giờ là mình chỉ mong được tất cả được suôn sẻ và tạm gác lại việc học, tại vì ở Việt Nam bây giờ không biết dịch bệnh có đi học được tới trường hay không. Cháu cũng có thể học online và qua Mỹ trình diễn để lắng động đi cái những cái cơn sóng đang ập tới cháu hiện giờ. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ đoạn ghi âm clip của một người chị ở bên Mỹ đã gọi về cho Lam TV để mong rằng Cường sẽ qua bên Mỹ để trình diễn trong những ngày lễ sắp tới. Vâng, nếu thấy thông tin hữu ích thì cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn, cũng như một kênh phụ là Thương Nhớ Sài Gòn. Cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Chúc quý vị một buổi tối bên gia đình thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc nhất nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.